Chào cả nhà. Sóng hay nước cũng chỉ là một. Khi mà mặt biển dậy sóng thì nước lúc này là sóng. Còn khi biển lặng yên thì nước lúc này là nước lặng yên. Tức là cái bản chất thì là một, chỉ có cái sự biểu hiện là khác nhau thôi. Bản thân chúng ta cũng vậy, và vạn vật trong vũ trụ cũng vậy. Tâm chỉ có một, chỉ có nhiều cái hình tượng được bộc lộ ra. Ví dụ như khi mình cười chẳng hạn, thì lúc đó mình đang rất tươi vui, đúng không? Mà tươi vui thì ngay lúc đó là thiên đường, mình đang ở thiên đường, mình vui, mình đang ở thiên đường. Nếu mình đang hạnh phúc và mình đang rất là bình an thì ngay lúc đó mình đang ở thiên đường. Còn nếu như bạn đang giận dữ một ai đó, bạn đang trách mắng một ai đó, bạn đang rất là tiêu cực về mặt cảm xúc, thì chính bạn lúc đó đang ở địa ngục. Không có gì khó hiểu ở đây cả. Cũng là cái con người mình thôi, cũng là cái tâm thức, cũng là cái cảm xúc của mình. Nhưng khi cảm xúc đó bộc lộ ở mặt tích cực thì toàn bộ cơ thể bạn, con người bạn đang ở cái nơi thật là tuyệt vời. Nơi đó có thể được ví như là thiên đường. Hạnh phúc, thiên đường là hạnh phúc, ngọt ngào. Còn nếu như tâm trạng bạn đang xuống cấp, cảm xúc bạn đang rất là tồi tệ, lúc đó bạn thực sự đang tồi tệ, rất tồi tệ, thì gọi là địa ngục. Thậm chí nhiều con vì lúc đó mình giống như kiểu là lão xuống vực ấy, cái cảm xúc nó bị tuột dốc ấy, tuột dốc là lão xuống vực đấy. Vậy thì cái việc mà để làm cho mình hạnh phúc hay an lạc thì chỉ là thay đổi cảm xúc. Nếu như mà bạn giữ được cái khuôn mặt tươi vui, tươi tỉnh, hay là cái tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, an ổn, 1 tiếng thì bạn ở thiên đường 1 tiếng, 2 tiếng thì bạn đang ở thiên đường 2 tiếng, và 1 ngày thì bạn ở thiên đường 1 ngày. Vậy bạn kéo dài cái tâm trạng đó, tâm trạng hạnh phúc, an lạc, vui vẻ trong bao lâu thì bạn ở thiên đường bấy lâu. Thời gian nó là tương ứng. Và ngược lại, nếu bạn bức xúc, nếu bạn tiêu cực, nếu bạn đang trì trệ tuột dốc bao lâu thì bạn ở địa ngục đúng bấy nhiêu thời gian luôn. Vậy thì chúng ta có làm được không? Có đưa được mình lên thiên đường không? Mình nghĩ là làm được. Nó không quá khó, không phải tìm ở đâu xa xôi cả, ngay chính trong con người mình. Nó là một, thiên đường và địa ngục ngay ở trong con người mình. Chỉ cần mình thay đổi cái cảm xúc, thay đổi cái cảm giác. Vậy nếu muốn thay đổi về mặt lâu dài, để kéo dài cái thời gian mình ở thiên đường, thậm chí kéo dài vĩnh viễn luôn, lúc nào mình cũng ở thiên đường, lúc nào mình cũng hạnh phúc an lạc, thì chỉ còn cách là mình nhận thức được cái vấn đề, mình dùng chính cái trí tuệ của mình. Bởi trí tuệ mới là cứu cánh rốt ráo. Trí tuệ của bạn sẽ giúp bạn thay đổi nhận thức. Khi bạn thay đổi nhận thức, bạn thay đổi tư duy và bạn thay đổi cách nghĩ, thì cảm xúc của bạn sẽ được điều chỉnh theo. Lúc đó rồi thì tất cả những cái biến cố xung quanh sẽ không tác động được vào đến bạn đâu. Những cái việc xảy ra bất ngờ hoặc là những thứ không vui chẳng hạn tác động đến, nó chỉ làm bạn có thể một lúc đó thôi, nó ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng mà nó không thể lấy đi vĩnh viễn của bạn. Cái mà bạn đã nhận lại được, đó chính là cái niềm hạnh phúc đích thực của bạn. Khi bạn nhận lại được rồi thì nó là của bạn vĩnh viễn, không ai lấy đi được hết. Không ai có thể đánh cắp được cái hạnh phúc bạn đã nhận lại, hạnh phúc của chính mình. Trừ phi bạn cho phép người ta làm cái việc đó, còn không, nó là của bạn mãi mãi. Thì lúc này tất cả những ai hoặc những thứ xung quanh cố tình làm bạn buồn, không thể làm được bạn buồn nữa rồi. Các bạn hãy cố gắng lên nhé. Tinh tấn sửa đổi, thay đổi từng ngày thì sẽ nhận lại được hạnh phúc đích thực, từng bước một. Nhớ nhé, từng bước một.
Thank you.